hai ngày xong rồi ngày thứ ba thì em mới thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết, không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Em sợ đúng không? Lúc đó thì em lúc bận quá thì lúc đó em nói thôi được thứ bảy đi, thứ nhật cuối tuần gặp nhau rồi uống cà phê rồi xem phim luôn. Mà lúc đó tôi thấy Thảo nhắn tin, em thấy lúc đó chắc đã đang giận rồi em liên lạc, xong chiều đó đi tối uống cà phê. Rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi xem bé Phú Hoa. Lúc đó cũng sợ vì mới quen có mấy ngày à. Cái chào anh Quốc Thận, chị Hồng Quân. Em là Đình Đạt, đến từ Bình Định á. Hôm nay Đạt nhiêu tuổi rồi? Hôm nay là em 37 tuổi chị. 37 tuổi, làm nghề gì? Em làm cơ khí cho tàu máy. Còn đây là vợ em. Dạ em xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Thanh Thảo, năm nay em 33 tuổi. Làm kinh doanh bên mạng bất động sản ạ. Hai người ở Bình Định hết? Em ở Phú Yên ạ. Em ở Phú Yên. Dạ. Còn em ở Bình Định. Dạ. Rồi em đoán đi. Chắc là hai bạn đó ở chung xóm, đúng không? Chung xóm mà hồi nhỏ là không có thích nhau. Nhưng mà lớn lên Thảo trổ mã, Thảo rất là đẹp. Và bạn này nhìn thấy mê mẩn quá và theo đuổi cô này. Và cuối cùng là chinh phục được cô này và lấy cô ấy làm vợ. Đúng không? Sai. Tôi không cần nói, tôi cũng thay lời hai bạn này. Nói sai. Sao chị đó nói sai là sai? Chị dựa vào cơ sở nào? Hai bạn này gặp nhau trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò năm 2017. Trời ơi, đi đúng không? Dạ, dạ, trời ơi, thấy chưa? Ôi, như vậy là hai em là kết nối với nhau, kết nối tình duyên với nhau là qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hả? Dạ. Dạ. Wow. Em tên có 4 chữ T ạ. Trần Thị Thanh Thảo ạ. Năm nay em 29 tuổi. Về em ở Phú Yên và hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, kinh doanh bất động sản. Mời bạn trai giới thiệu. Anh chào Quyền Linh, anh Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Trương Đình Đạt. 34 tuổi. Đến từ Bình Định. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì rung vậy Đạt? Sống ở Bình Định. Dạ. Sau đây khi em tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò đó, lúc đó cũng em cũng rung lắm, rung. Mà cũng Thảo cũng ít nói chuyện không được. Cuối cùng hai Thảo với em cũng bấm nút rồi đang gặp nhau. Bữa đó thì gặp nhau xong á là bọn em ra đi uống nước. Rồi trưa đó mời hai gia đình đi cơm trưa. Em thì lúc đó cũng chưa ấn tượng gì về anh Đạt đâu. Chỉ có thích cái nụ cười của anh lúc mà em quay sang á. Thì thích nụ cười hiền lành thì em bấm nút thôi. Dạ. Cảm xúc đầu tiên là kết cái nụ cười ha. Sau cái hôm mà buổi trưa mà gia đình ăn trưa xong á thì tụi em liên lạc với nhau như thế nào? Tiếp tục là tìm hiểu? Nhắn tin thôi chị, nhắn tin qua điện thoại. Nghỉ hả? Dạ. Trong bao lâu? Hai ngày. Xong rồi ngày thứ ba thì em mới thấy anh này là lạ. Thường thường là hẹn hò thì bên trai sẽ rủ đi xem phim liền hoặc là đi cà phê liền, mà sao không thấy anh này ảnh rủ mình hết, không biết ảnh có thích mình không. Em mới nhắn một tin nhắn gửi là anh sắp mất em rồi. Lúc đó thì em lúc bận quá thì lúc đó em nói thôi được thứ bảy đi, thứ nhật cuối tuần gặp nhau rồi uống gặp phơ rồi xem phim luôn. Mà lúc đó tôi thấy Thảo nhắn tin thì em thấy lúc đó chắc chắn đã đang giận. Rồi em liên lạc, xong chiều đó đi tối uống cà phê. Rồi hẹn bữa sau là bữa đó là 30 tháng 12 năm 2017 đi xem bé Phú Hoa. 30 tháng 12. Lúc đó cũng sợ vì mới quen có mấy ngày à, mà rủ thì biết Thảo ngại có đi không. Em chưa nói thì Thảo nói thông báo là bữa sau là đi Vũng Tàu, đi về nhà mới nhà bà cô vậy. Chúng ta cầm rủ đi Vũng Tàu luôn. Không, Thảo đi mình. Em đi xuống Vũng Tàu thì em nghĩ trong bụng sao anh không cản mình, anh để em tự đi luôn. Và cuối cùng sao? Thì cuối cùng á em đi xuống Vũng Tàu xong rồi gặp cô ở dưới, cô mới nói là cháu muốn thử lòng anh này ấy, thì cô chỉ cách cho biết là ảnh có thương mình hay không. Cô mới chỉ là thôi bây giờ bắt máy điện thoại gọi điện ảnh xuống chở em tối đi xem bán pháo hoa. Nếu như mà ảnh xuống liền ấy thì ảnh là thương, dạ, thương. Còn nếu mà không thì lý do là xe xôi này nọ thì thôi đi ăn chơi thôi. Tầm 9 giờ sáng thì em có gọi điện cho ảnh, ảnh nghe máy, anh nói là trong vòng 1 tiếng anh xuống Vũng Tàu anh rước em về. Trong 1 tiếng hả? Dạ. Xong rồi con nói gì mà tầm 1 tiếng sao mà xuống kịp. Nói thì nếu như mà anh xuống kịp thì có duyên, còn không thì thôi. Tầm 1 tiếng sau là anh gọi là em ơi anh ở Vũng Tàu rồi. Trời ơi. Em đi tàu cánh ngầm phải không? không. Lúc đó thì em ở nhà em buồn chờ nó tối đó thì em cứ nghĩ là hôm nay giao thừa chắc ở nhà cũng mình buồn rồi. Không ai đi xem bánh phố hoa rồi. Tự nhiên có điện thoại Tháo gọi xuống. Em mừng quá. Em lái xe em chạy xuống luôn. Thì chạy Vũng Tàu thì có chừng 100 mấy cây thì em chạy có chừng
Không, nói chung một tiếng thì không có chứ. Hơn một tiếng. Còn tiếng anh rưỡi là hơn một tiếng. Tiếng rưỡi thì khoảng một tiếng rưỡi là tới. Cái đêm bắn pháo hoa đó, hai đứa coi nhưng mà ảnh có tỏ tình, ảnh có cầu hôn với em không? Dạ không ạ. Chỉ có tâm sự, nói chuyện cá nhân hai bên này nọ. Xong rồi tới lúc mà bắn pháo hoa thì ảnh bước sát sát vô bên em, xong rồi cầm tay em xem vậy thôi chứ không, không nói gì hết. Dạ không nói gì hết. À, chỉ là biểu hiện thôi chứ là hành động em là của anh đó nha. Rồi sau đó thì sao? Khi nào thì em mới về ra mắt với bên gia đình của ảnh? Tầm 3 tháng ha. Lúc đó thì Tết là lúc em gần Tết rồi. Ba mẹ cũng nói là dẫn vợ em á vừa đã rất gia đình đình. Thì ba má thấy cũng hiền dễ thương, cũng khéo léo. Ba mẹ cũng thương. Thảo thì sao? Em có cảm nhận là bên gia đình, bên Đạt là thương quý em không? Dạ, lúc mới gặp là rất là thương em. Nhưng mà sau này bên gia đình có xem và anh em bên chồng có xem thì có phản hồi không tốt, nên là ba mẹ quay ngược lại không có thương em nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa, là tại sao vậy? Hôm đó là sao vậy? Dạ cái lúc đó tại anh Đạt rụt rè như hiện tại bây giờ luôn nè. Cứ rụt rè đó chịu không được thì em mới nói thì thành ra nó nói nhiều hơn bên trai. Thì bên ba mẹ anh Đạt thấy em gái mà tấn công quá. Dạ nói nhiều với lợi sợ sau này về là em hiếp anh Đạt cho nên là ba mẹ nói thôi thấy cái này dữ quá. Lúc đó thì ông bà không có cho hai đứa quen nữa. Rồi như vậy thì sao ta? Rồi sau cuối cùng làm sao mà làm đám cưới? Quen 2 năm thì ba mẹ của anh thấy hai đứa yêu thật lòng á, thì ba mẹ lại đồng ý cưới, nhưng mà trúng cái mùa dịch thì không có tổ chức được. Là mới đây không, không có. Thì thực ra là cái chuyện đó là chỉ là một cái buổi tiệc thôi. Dạ, buổi chứ tiệc. Còn thực sự mà nói thì khi mà tụi em đã yêu nhau đến với nhau, xác nhận là sống lâu dài với nhau có con thì mình cũng coi như là một gia đình nhỏ rồi. Đó thì chị nghĩ là bây giờ là cái khoảng cách giữa ba mẹ em với lại bạn Thảo còn không? Đã giải tỏa hết chưa? Tại vì nếu chưa thì nhân cái cơ hội này nè, hai vợ chồng chia sẻ cái điều muốn nói với ba mẹ đi. Giờ em với Thảo cũng cưới nhau rồi thì cũng sắp có được đứa con đầu tiên đầu lòng. Khi cưới tới bây giờ thì cũng vợ chồng cũng sống hòa thuận và yêu thương nhau. Bây giờ là con cũng muốn hai ba mẹ hai bên đó là hòa thuận nhau, nói chuyện là thân thiết nhau đó. Vợ chồng con lúc nào cũng thấy sống hạnh phúc, vừa có con cái, vừa có bên dòng họ bên ba mẹ và mẹ vợ và ba mẹ chồng. Thảo nói gì đi cưng, Thảo nói với ba mẹ đi. Dạ, con với anh Đạt tham gia chương trình này cũng mong muốn hai bên gia đình hòa thuận nhau vui vẻ, để hai bọn con có một hạnh phúc trọn vẹn. Thì ba Vân cũng thay mặt chương trình là bởi vì hai bạn cũng đã tham gia từ Bảo Mối Hẹn Hò, rồi các bạn tìm hiểu nhau vượt qua bao nhiêu trở ngại để bây giờ các bạn tham gia cái chương trình Vợ Chồng Son, và kết quả là bạn sắp sửa có một bé gái đầu lòng. Thì Vân nghĩ là nếu mà những bậc làm cha làm mẹ như chúng ta thì hãy mà con mình nó vui là mình vui. Cho nên là Vân mong là hai bên gia đình hãy mở lòng và tiếp nhận con dâu cũng như con rể của mình, và cùng vun vén cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc. Vân mong là hai gia đình sẽ chấp thuận cái lời khẩn cầu của hai con và của những người tham gia chương trình. Vân xin cảm ơn. Nãy giờ thấy Thảo cái mặt buồn lắm. chị thấy rõ ràng không? Mặt có nghĩa là nó chất chứa cái gì đó trong lòng á. Mà nói nè, cái gì á hãy tống nó theo cái năm cũ đi, vui vẻ lên nha. Rồi bây giờ đến cái phần vui vẻ nè. Đúng rồi. Bây giờ khui thật xấu nè. Đúng rồi. Bây giờ anh rất muốn biết nè, em lấy anh Đạt về 2 năm qua em thấy ảnh như thế nào? Ảnh có hiền lành không? Tật xấu anh là cái gì nè? Dạ 2 năm qua thì em thấy anh Đạt rất là tốt và hiền. Chỉ có điều là ví dụ như không hài lòng gì về anh ấy thì anh hơi cọc và nóng tính hay quá. Thì mấy người hiền á là lúc nào cũng cọc hết á. Dạ. Lắm mà hiền. Có làm em tổn thương nhìn, không? Nhìn xong bắt đầu lên cơn cái là cọc cằn vậy đó. Ừ. Nhưng mà điều cái là những cái cọc đó là làm cho em khóc và tổn thương. Ôi Đạt ơi, sao để cho người ta khóc vậy trời? Rồi sau đó có năn nỉ không? Hay là tự mình như trấn an mình rồi cái mình nhiều lần thì em tự khóc tự nín, còn có lúc thì anh cũng dỗ. Vậy là bây giờ là cuối cùng về là em kèo trên hay kèo dưới? Em bị ăn hiếp hay là em ăn hiếp Đạt? Thì bây giờ em thấy em là người ở dưới á. Kèo dưới hả? Kèo dưới. Trời ơi. Lúc mà ví dụ như em có lỡ là nó thì anh mới nói hả, là em phải dạ lại. Rồi cho anh hiếp trà nha. Đúng không Đạt? Những gì vợ nói có đúng không? Thì anh chỉ cần trả lời đúng hoặc là không thôi à. Có đúng hoặc là không thôi. Không được biện hộ. Không được biện hộ. Có đúng không? Dạ. Rồi tiếp đi em. Tật xấu gì nữa đó? Tật xấu nữa là bây giờ ngoài cái cọc tính, cái nóng tính hay quá thì em thấy anh Đạt rất tốt. Vậy là quá ít rồi. Dạ. Chỉ có gắng khống chế được cái nàng vợ nữa, nhất là đang trong giai đoạn này. Đúng rồi. Bây giờ
tới Đạt đó, cô ấy có thật xấu gì không? Vợ em thì cũng có một số tật xấu thôi. Ví dụ như là cái hay càm ràm. Câu có ngồi đã nói nó riết nó nhiều lắm, nói coi như cũng các mấy tiếng em hồi em có khi nào mà anh làm thôi làm đúng thôi à. Nó khó chịu lắm. Tật chung của tất cả các bà vợ trên cái cõi đời này thì nói hoài nói chừng nào mà nói khi nào mà làm thì thôi. Dạ đúng rồi. Rồi sao nè, tiếp tục nè. Mình vô lại hay có khó tính không? Cũng có lúc khó tính nè, giận lên rồi năn nỉ không bỏ qua mà cứ khóc riết à, vỗ cũng không nín luôn. Mà ảnh có đặc biệt em quên kể, đặc biệt là những cái ngày kỷ niệm á, ngày ví dụ sinh nhật hay là ngày của phụ nữ thì ảnh đều làm em tổn thương, làm em khóc. Là tại vì ảnh quên hay là ảnh không? Ảnh nhớ, nhưng mà ví dụ như là cái ngày mà 26-27 của mỗi tháng là ngày kỷ niệm hai đứa quen trên bạn muốn hẹn hò là ảnh đều mua hoa tặng. Còn cái ngày đặc biệt như ngày sinh nhật, ngày phụ nữ hoặc là cái ngày gì đó thì ảnh đi làm về xong rồi có nói là sẽ chở em đi, nhưng mà qua xem mà ngủ xong rồi chở giờ rồi em thì dạ đúng rồi 9 giờ 10 giờ là em không đi nữa, xong rồi em lại khóc. Mà cứ đúng cái mấy cái ngày đó là làm em khóc và buồn, không có tâm lý. Bây giờ em mong muốn Thảo thay đổi cái gì? Em mong nói Thảo là nhưng đừng có giận hay giỏi quá. Ví dụ như là nhiều lúc em đi làm về mệt á thì em nằm nghỉ xíu rồi xong rồi ví dụ như 1 tiếng xong nó khé lại thì em lại chở đi liên công chuyện hay gì đó. Nhiều lúc đó là Thảo làm rất chậm, là nghĩa là cái em muốn em làm Thảo làm nhanh tay chân luôn mà ví dụ Thảo đành chậm á. Ví dụ như muốn đi đâu công chuyện gì á, đó giờ rồi mà cứ Thảo cứ thì chậm rồi không được nhanh tay được. Xong em nổi điên em nói lớn lên cái là bắt đầu khóc đúng không? Khóc rồi. Rồi em mong muốn Đạt thay đổi cái gì? Thì hiện tại thì chồng em rất là tốt, thương em. Chỉ có cái là cọc tính á, mong chồng em thì bỏ cái cọc tính quét vợ. Bây giờ chị nói hai đứa tụi em nè, tại vì tụi em mới cưới nhau đúng không? Dạ. Mới tức là mới về sống chung với nhau đây. Thì hiện giờ cái lứa tuổi của tụi em bây giờ vẫn còn đang tận hưởng những cái gì mà nó đúng nhất, những cái cảm xúc đúng nhất của cái tình yêu mà bước vào hôn nhân á. Thảo chỉ có trông mong vào một mình em thôi. Dạ. Cho nên đúng không em? Dạ. Cho nên khi mà Thảo bị cái đó nó không xảy ra, Thảo bị hững, bị hụt á, thì cứ sợ là hay là anh hết thương mình rồi. Thì ngược lại, bạn này không phải là thuộc tiếp người đàn ông mà nhạy bén về những cái cảm xúc của người khác xung quanh mình. Thì bây giờ theo chị nha, khi tụi em đã đến với nhau rồi, đã là vợ chồng rồi, Thảo đừng có e ngại cái chuyện là Thảo nói ra. Tụi em phải nhớ là khi mình không có cái chỗ dựa đằng sau lưng thì mình phải gắn kết vô thành một khối để mình nương tựa vào nhau, để mình có thể làm cho cái gia đình của mình nó vững mạnh. Hiểu không? Cái mái ấm nó vững mạnh thì con mình nó mới sung sướng, nó mới hạnh phúc. Hiểu không? Mệt lắm. Rồi xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son nghe. Chúc cho hai mẹ con mẹ tròn con vuông nha. Cảm ơn.